Xin chào quý vị và các bạn. Trước màn hình của quý vị và các bạn, đây là một cái con máy nén khí chủng VIT các bạn nhé, hàng Nhật bãi, Mitsubishi các bạn, hàng Nhật bãi đấy. Công ty Vân Long của tôi thì có nhập con máy này về, tôi đang chạy thử về sang đầu tuần, thì hôm nay đã là thứ sáu rồi các bạn. Đầu tuần là chúng tôi sẽ giao cho khách hàng. Đây là một con máy của hãng Mitsubishi các bạn. Mã của nó là I14037A, tức là 37kW các bạn nhé. Máy này khi trục vít không dầu, giải nhiệt gió và động cơ là 37kW các bạn. Hàng Nhật bãi các bạn nhé. Đấy thì hôm nay thì tôi có anh em chúng tôi có vệ sinh rồi dọn dẹp em đấy cho nó sạch sẽ để vào chạy thử các bạn. Con này đặc biệt cái là dòng của Mitsubishi chạy không dầu thì là nó làm mát cái cụm đầu nén trục vít bằng nước các bạn. Đấy. Thay dầu bằng làm mát bôi trơn đầu nén trục vít bằng nước. Đấy. Thì ngoài ra thì ở đây thì em ấy có sử dụng biến tần. Ở trên này là cái màn hình điều khiển của em ấy. Đấy thì một lúc nữa thì tôi sẽ chi tiết từng cận cảnh từng cái bộ phận một cho các bạn. Nhưng mà trước tiên thì các bạn nhìn thấy tổng thể cái con máy nén khí trục vít Nhật bãi này. Đấy, 37kW của Mitsui này. Thì thực ra những cái hàng bãi của Nhật thì nó cũng rất là nhiều hãng các bạn. Ngoài Mitsubishi ra thì có Hitachi, MN, Kobelco, rồi Iwata, rồi là Talabe, rất là nhiều cái hãng máy nén khí của Nhật. Nhưng mà thường thì phổ biến ở Việt Nam thì có Hitachi, Kobelco, Mitsubishi, Alacoco. Đấy, những cái dòng máy mà có xuất xứ từ Nhật thì một vài cái thương hiệu nổi tiếng như vậy. Thì các bạn nhìn thấy ở đây là với cái con máy nén khí này thì người ta sử dụng biến tần. Đây là cái dòng máy nén khí mà hàng Nhật bãi nguyên bản các bạn nhé. Chúng tôi giữ nguyên biến tần và chúng tôi có cấp nguồn cho em ấy qua một cái biến áp bộ đổi nguồn từ 380 về 220 để sử dụng cái chạy con máy nén khí này. Thì bây giờ tôi sẽ đi chi tiết từng bộ phận một cho các bạn nhé. Và các bạn hãy nhớ là cho tôi cái ngón tay chỉ lên các bạn nhé. Và cuối video thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn rất nhiều những thông tin về cái con máy nén khí này, nó có cái sự khác biệt gì so với những cái máy nén khí của hãng khác các bạn. Đấy, thì bây giờ thì tôi sẽ đi vào cận cảnh từng bộ phận một các bạn nhé. Trước tiên thì có lẽ là tôi sẽ cận cảnh cho các bạn cái phần về mặt tủ điện của em ấy đi, xem là em ấy đẹp đến mức độ như thế nào và biến tần của em sẽ như thế nào các bạn nhé. Và bây giờ thì các bạn hãy theo tôi, let's go. Ok, xin chào các bạn. Bây giờ thì tôi tiếp tục vào cái phần mà tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái tủ điều khiển, tủ động lực của cái con máy nén khí trục vít này các bạn nhé. Thì các bạn nhìn thấy phía đằng trước này, cái tủ này của em ấy còn cực kỳ đẹp đấy. Đây là cái biến tần này. Biến tần thì hãng Mitsubishi người ta có sử dụng lại cái biến tần, sử dụng cái biến tần của Mitsubishi các bạn. Mitsubishi cũng là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng về biến tần rồi những thiết bị điện, nói chung là một cái tập đoàn rất là lớn. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là ở đây là tôi đang giữ nguyên bản nhá. Con này là sử dụng cho cái hàng nội địa của Nhật ấy, nên nó sử dụng điện 200 3 pha. Đấy thì tôi sử dụng nguyên bản luôn, bởi vì cái biến tần này sử dụng điện 3 pha 200 nên chúng tôi không thể thay đổi 380 được và bắt buộc là phải sử dụng một cái bộ đổi nguồn để cấp cho cái nguồn chính để cho cái con máy nén khí này làm việc. Thì ngoài ra ở đây thì các bạn nhìn thấy đây có một cái con biến tần của Mitsubishi này. Lát nữa thì tôi sẽ zoom cận cảnh cho các bạn, nhưng mà bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ lược. Mã cái con biến tần này là FR này, AP7203 7K, 37K tức là 37K này, cái ký hiệu là cái biến tần mà dùng cho máy nén khí thì thường người ta là sử dụng cái máy biến tần là người ta gọi là tải lặng đấy các bạn. Đấy, thì cũng là một cái biến tần cơ mà sử dụng cho những cái loại động cơ khác thì cũng là 37kW mà tải nhẹ. Đấy, máy nén khí thì thường là tải nặng. Ngoài ra thì ở trên này thì người ta có sử dụng một cũng là của Mitsubishi một cái biến tần. Cái biến tần này thì dùng cho cái quạt làm mát, dàn làm mát của cái dàn làm mát dầu và dàn làm mát khí. Thì tùy thuộc vào cái lưu lượng của máy nén khí thì cái con biến tần này của cái quạt này nó sẽ chạy phù hợp với cái lưu lượng của máy. Nhiệt độ khí nén và nhiệt độ dầu nước làm mát của cái đầu nén trục vít càng cao thì nó sẽ tăng tốc cái biến tần này, nó sẽ tăng tốc để tăng tốc cái lưu lượng cho cái quạt làm mát của cái dàn làm mát khí và làm mát nước các bạn. Đấy thì ngoài ra thì các bạn nhìn thấy cái biến tần này nó rất là đẹp. Ngoài ra thì các bạn nhìn thấy phía bên trong đây thì nó rất là nhiều áp này. Đấy, các áp này, áp để cấp nguồn điều khiển đấy, áp CP1, CP2 cấp nguồn điều khiển rồi cấp cho máy sấy các bạn. Ở cái này thì nó kèm theo cả máy sấy khí rồi các bạn nhé. Đấy, ngoài ra thì đây nó có một cái áp tổng này, áp 30A này, cái áp 30A này chắc là chỉ cấp nguồn thôi, cấp nguồn điều khiển cho vỉ điều khiển rồi là cho máy sấy, cái áp là dùng chung. Ngoài ra thì dưới này nó sẽ có hai cái khởi này là dùng cho máy nén khí thôi các bạn, là cho máy sấy khí. Một cái là dùng cho lốc, một cái là dùng cho quạt của máy sấy khí. Ngoài ra thì trên này thì nó có cái vỉ điều khiển này. Đấy, để đưa cái tín hiệu lên cái phần điều khiển ở trên này. Đấy. Ngoài ra thì đây các bạn nhìn phía bên này là cái cụm cái máy nén khí Mitsubishi này thì nó
làm mát cái cụm đầu nén bằng bằng nước các bạn nhé. Nước càng sạch thì càng tốt các bạn. Đấy, đây là cái kính thăm nước để cung cấp cho cái cụm đầu nén cho vít này. Ngoài ra thì đây nó sẽ có hai cái bộ phận này là hai cái bộ phận, cái này tôi nghĩ là chắc là nó là cái này nó là cái gì đây, lọc nước. Cái này chắc là hai cái thiết bị lọc nước, nước để cấp vào để làm mát cho cái cụm trục vít. Đấy, thực ra cái dòng Mitsubishi này, cái đây là cái con máy là lần đầu tiên tôi bán cái dòng này của Mitsubishi này, tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm, nhưng mà về cơ bản thì lúc nữa tôi sẽ cấp điện để tôi bật để tôi chạy thử cho các bạn. Nhưng mà tôi thấy là nó về cơ bản thì về mặt hình thức cũng như là tất cả mọi thứ thì em ấy còn rất là đẹp đấy các bạn, đẹp theo tôi đánh giá thì khá đẹp. Đấy, thì bây giờ thôi tôi sẽ zoom cận cảnh vào bên trong cho các bạn nhé. Đấy, bây giờ thì tôi giới thiệu các bạn rồi đúng không? Và bây giờ thì tôi sẽ zoom từng phần một. Đấy, tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn. Đấy, trước tiên là cái biến tần chính này các bạn này. Đây là cái biến tần chính sử dụng cho cái con động cơ 37kW của Mitsubishi, máy nén khí Mitsubishi này các bạn này. Đấy, và bây giờ tôi thử lấy nét em ấy. Đấy, thì đây là cái biến tần chính sử dụng của hãng Mitsubishi các bạn, biến tần. Ngoài ra thì ở đây thì nó sẽ có hai cái khởi các bạn. Đấy, hai cái khởi vừa xong thì tôi cũng giới thiệu cho các bạn rồi. Hai cái khởi này thì một cái hai cái khởi này dùng cho máy sấy khí, một cái dùng cho lốc của máy sấy khí và một cái là dùng cho quạt của máy sấy khí. Ngoài ra thì ở trên này thì các bạn nhìn thấy đây. Đấy, nó có một cái biến tần nhỏ đây, biến tần đây, các bạn nhìn đấy. Đấy, biến tần đây. Đấy, biến tần model đây, điện áp sử dụng là 200V. Còn biến tần này là dùng để cho cái quạt làm mát dàn dầu, dàn làm mát nước và dàn làm mát khí của cái máy nén khí trục vít này các bạn. Đấy, thì khi mà nhiệt độ của khí càng cao, nhiệt độ của nước làm mát cái đầu nén trục vít càng cao thì cái con biến tần này nó sẽ chạy tăng tốc theo cái nhiệt độ của nước làm mát và nhiệt độ của khí các bạn. Đấy, còn đây là cái vỉ điều khiển của em ấy, vỉ điều khiển đấy của cái con máy nén khí này đây. Đấy, ngoài ra thì đây các bạn nhìn thấy đây, đây là cái cụm lọc gió đầu vào của máy nén khí trục vít này. Đấy, ngoài ra thì đây cái này thì nó lại làm mát cái cụm nén trục vít bằng nước các bạn. Đấy, thì đây là cái cụm mà dùng để cấp nước đầu vào đây các bạn này. Cấp nước đầu vào. Đấy, có cả hệ thống lọc rồi là xả nước ngưng nước cặn gì đấy. Cái dòng máy Mitsubishi này thì lần đầu tiên tôi bán cái con máy như này đấy các bạn, nên là tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Ở đây thì có hai cái cụm để không biết là lọc hay tách đây các bạn. Đấy, về cơ bản thì cái con máy này cũng nhìn thế này thôi các bạn ạ. Tôi lúc đó thì tôi cũng sẽ cấp nguồn vào để tôi chạy thử cho các bạn. Nhưng mà tôi đánh giá em này, đây là cái model của em này, Mitsubishi I14000, mã là 37A, tức là 37kW đấy các bạn. A là chữ air cool, tức là giải nhiệt bằng gió. Đấy, và bây giờ thì tôi sẽ nia sang đây. Đây là cái mặt điều khiển của em ấy này các bạn. Đấy, màn hình LED này, tinh thể lỏng này. Và nút on off, nút reset này các bạn. Đấy, thì về cơ bản thì cái con máy này các bạn nhìn thấy thôi, em còn khá đẹp đấy, chạy êm ru luôn. Và một lúc nữa thì tôi sẽ cấp điện vào tôi chạy thử cho các bạn. Và bây giờ thì tôi sẽ ra phía đằng sau các bạn nhé, để tôi quay cái phía đằng sau cái cụm đầu nén với cái động cơ của em như nào để giới thiệu cùng các bạn nhé. Hello, xin chào các bạn, và đây là cái phần tiếp theo mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái phía đằng sau của cái con máy nén khí trục vít này các bạn. Đây là cái cụm đầu nén trục vít và liền động cơ. Con này là con của hãng Mitsubishi các bạn nhé. Về máy nén khí trục vít hàng bãi Nhật thì nó rất là nhiều thương hiệu các bạn. Ngoài Mitsubishi ra thì Hitachi hoặc là MN hoặc Komenko ngay đầu video thì tôi cũng đã giới thiệu tới quý vị và các bạn rồi. Và đây là cái cụm đầu nén trục vít liền động cơ các bạn. Cái này chạy trực tiếp các bạn nhé. Thì đây là cái cụm đầu nén trục vít của con Mitsubishi. Và đây là cái motor. Thì giữa hai cái đầu nén trục vít và cái động cơ này thì nó được kết nối với nhau bằng cái mặt bích các bạn, khớp nối. Con này chạy trực tiếp các bạn. Đấy, thì các bạn nhìn thấy không, nó rất là gọn, vẫn rất là đẹp. Và một lúc nữa thì tôi sẽ cận cảnh cho các bạn. Còn đây là trên cụm này, là đây là cái cụm cái quạt làm mát của cái dàn làm mát dầu, làm mát nước, làm mát và làm mát khí đây này các bạn. Đấy, và bây giờ thì tôi sẽ ra phía đằng sau máy tôi cận cảnh cho các bạn nhé, để các bạn nhìn nhá. Đấy, thì hôm nay Vân Long tôi có tới đây, có ở xưởng tôi các bạn. Tôi đang chuẩn bị tôi làm con này để tôi sắp tới là đây tôi zoom vào cái tem mát của cái em của cái động cơ này để cho các bạn nhìn nhá, xem là cụ thể em ấy là các thông số cơ bản của em là như thế nào. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy không? Đấy, nó hơi xa một tí các bạn. Thì các bạn nhìn thấy đây, đây là cái mác của cái động cơ của cái con máy nén khí trục vít Mitsubishi này. Thì người ta sử dụng cái động cơ của Mitsubishi. Mã động cơ là MMDF37K3. Nói chung là các cái ký hiệu. Đấy, input điện áp sử dụng vào là
3 pha AC, điện áp sử dụng là 196V, dòng điện định mức tối đa là 145A, công suất động cơ của đầu ra là 37kW và cái tốc độ vòng quay của động cơ là 3.200 vòng trên phút các bạn. Đấy. Còn cái IP là IP40. Đấy, thì cái này thì đặt ở trong nhà thôi. Và bây giờ thì tôi sẽ đi ra tôi cận cảnh cái khu vực đầu nén cho các bạn nhé. Đây là cái tem mát của cái em động cơ đấy. Và bây giờ thì ra đây, đây là cụm đầu nén trụ vít của em này các bạn này. Đấy. Cái dòng đầu nén trụ vít của Mitsubishi thì nó sử dụng cái loại là sinh screw các bạn, sinh screw và hai bên là người ta sử dụng hai cái cánh phíp, cánh gạt đấy. Đấy, đây là cái cụm đầu nén của cái con Mitsubishi này. Đấy, Mitsubishi đấy, các bạn có nhìn thấy không, phía sau đấy. Còn phía kia cái bình đứng kia của các bạn đấy là cái bình chứa nước để làm mát cái cụm trục vít đấy các bạn. Đấy, thì hôm nay Vân Long tôi có chuẩn bị tôi bàn giao con máy này thì chúng tôi có kiểm tra và chúng tôi chạy thử em ấy các bạn. Và một lúc nữa thì tôi sẽ cấp nguồn nhé các bạn nhé, để tôi chạy thử cho các bạn, để tôi cũng làm tiếp cái video này để tôi giới thiệu tới quý vị các bạn nhé. Đấy, một lần nữa thì các bạn nhớ là đăng ký kênh của tôi nhé, để nhận được cái video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ thì tôi sẽ ra phía bên kia và tôi sẽ cấp nguồn điện vào để tôi chạy thử cho các bạn.